Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ về cái tầm quan trọng của việc theo dõi hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ. Thì có nhiều người hỏi rằng cái việc theo dõi hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ có thật sự cần thiết hay không? Và xin thưa là rất cần thiết. Nếu như bạn muốn hồ sơ của chính mình không có bị thất lạc, nếu như bạn muốn nộp hồ sơ kịp thời, bổ sung đầy đủ và nhanh được phỏng vấn, thì mình tin là có rất là nhiều bạn khi mà mở hồ sơ bảo lãnh người thân của mình nhưng mà không có nắm rõ quy trình nộp và giải quyết hồ sơ như thế nào. Thậm chí là có nhiều người không có biết cách kiểm tra hồ sơ của mình, không biết hồ sơ của mình đang ở giai đoạn nào, không biết số case number là gì để kiểm tra hồ sơ. Thì có rất nhiều hồ sơ định cư Mỹ đã được mở từ lâu rồi, nhưng mà cả người bảo lãnh và cả cái người được bảo lãnh không có quan tâm tới, cho nên không có biết là cần phải nộp những giấy tờ gì cho NVC, dẫn đến tình trạng là bị trễ hồ sơ. Và như vậy thì có thể là làm mất đi cơ hội định cư của những người con, những người cháu của mình, bởi vì những người này đã vượt qua cái tuổi 21. Hoặc lỡ như người bảo lãnh đột ngột qua đời, trong khi lẽ ra hồ sơ của bạn đã có lịch phỏng vấn rồi, hoặc là thậm chí bạn đã phỏng vấn xong rồi, được cấp visa rồi nhưng mà bạn không biết, thì bạn sẽ mất đi cơ hội định cư Mỹ, mất đi vĩnh viễn luôn. Điều đó rất là đáng tiếc đúng không? Vậy thì lợi ích của cái việc theo dõi hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ là gì? Đó là bạn sẽ biết bước tiếp theo của mình cần phải làm gì. Bạn sẽ biết hồ sơ của bạn chờ khoảng bao lâu. Bạn sẽ biết cách rút ngắn cái thời gian chờ đợi không cần thiết bằng cách là bạn chuẩn bị sẵn những cái giấy tờ cần thiết để nộp ngay sau khi hồ sơ được mở, để bạn biết cách bạn làm ngay sau khi bạn nhận được thư phỏng vấn. Bạn cũng biết cách chuẩn bị sẵn sàng cái bộ hồ sơ của bạn để bạn đi phỏng vấn. Và bạn sẽ biết cách chỉnh sửa các cái điểm yếu trong hồ sơ của mình bằng cách là bổ sung những bằng chứng thích hợp cho điểm yếu đó. Và bạn cũng sẽ biết được khi phỏng vấn thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào, cần chuẩn bị những gì, những giấy tờ gì. Và quan trọng nhất là hồ sơ của bạn không có bị thất lạc. Ví dụ như sau khi cứu xét hồ sơ thì sở di trú có thể gửi những cái yêu cầu bổ túc thêm bằng chứng hoặc là thêm những giấy tờ cần thiết. Cho nên việc theo dõi hồ sơ rất là quan trọng. Nếu như bạn không có theo dõi chặt chẽ thì khi sở di trú yêu cầu bổ túc mà bạn không có trả lời thì họ sẽ từ chối hồ sơ và những cái thời gian mà bạn đã chờ đợi sẽ bị mất hết. Bạn sẽ phải nộp hồ sơ lại từ đầu, vừa mất tiền, vừa mất cái thời gian chờ đợi, vừa phải bỏ ra công sức để làm lại một cái hồ sơ mới. Vậy bạn cần những thông tin gì để có thể theo dõi hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ của bạn? Thì bạn cần chuẩn bị thứ nhất là họ tên của người bảo lãnh. Thứ hai là ngày tháng năm sinh của người bảo lãnh. Thứ ba là số hồ sơ, là số case number. Nó nằm ở trong cái form I-797, là cái receipt notice, tí xíu nữa mình sẽ nói. Thứ tư là bạn cần họ tên của đương đơn chính, tức là người được bảo lãnh chính đó. Và thứ năm là ngày tháng năm sinh của đương đơn chính, ngày ưu tiên. Ngày ưu tiên cũng nằm trên cái receipt notice, tí xíu nữa mình sẽ nói. Và sau cùng là bạn cũng cần phải có cái bản chụp passport của người bảo lãnh để bạn tiện theo dõi hồ sơ. Và đây là cách kiểm tra tình trạng hồ sơ của bạn. Thì khi hồ sơ của bạn ở sở di trú thì bạn sẽ có 4 cách để kiểm tra. Thì bạn có biết đó, sở di trú khi mà tiếp nhận đơn hoặc là hồ sơ của bạn thì người ta sẽ gửi cho bạn một cái biên nhận hồ sơ gọi là receipt notice, là cái form I-797, và người ta sẽ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự từng loại đơn. Cái biên nhận này bao gồm những cái thông tin cần thiết giúp cho bạn theo dõi tình trạng hồ sơ của bạn, như là số hồ sơ của bạn nè, loại hồ sơ là gì, ngày ưu tiên trên hồ sơ, tên địa chỉ của người bảo lãnh, tên của người được bảo lãnh và một số thông tin liên quan. Thì cái form này bạn sẽ nhận được sau khi sở di trú tiếp nhận hồ sơ của bạn sau 1 đến 4 tuần. Thì có 4 cách để bạn kiểm tra tình trạng hồ sơ. Cách thứ nhất là bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tuyến qua trang web của sở di trú, là cái trang này. Thì thông qua cái số biên nhận là cái số receipt number đó thì bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình. Bạn có thể gõ cái số receipt notice vào trong cái ô này, rồi bạn nhấp vào chữ check ở đây thì trang web này sẽ cho bạn biết tình trạng hồ sơ của bạn như thế nào.
Thì đây là cái cách theo dõi hồ sơ định cư Mỹ được dùng nhiều nhất và tiện lợi nhất hiện nay. Nhưng mà nếu như sau khi nộp hồ sơ, bạn vẫn chưa có nhận được cái số biên nhận, thì bạn sẽ không biết được số hồ sơ của bạn là gì. Trường hợp này có nghĩa là hồ sơ của bạn có thể bị thất lạc rồi. Và lúc này cách tốt nhất là bạn nên gọi cho sở di trú để hỏi về số hồ sơ của mình. Thì cách thứ hai là bạn gọi điện thoại kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tiếp luôn. Bạn có thể gọi đến cái đường dây miễn phí của sở di trú để được cập nhật thông tin, hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến visa nhập cư. Hoặc là cái trường hợp hơn một tháng sau khi mà nộp hồ sơ, bạn vẫn chưa có cái số biên nhận, chưa có nhận được bất kỳ giấy tờ gì từ sở di trú, thì bạn có thể gọi cho họ để xin số hồ sơ. Khi gọi điện thoại thì bạn chuẩn bị sẵn những thông tin này là tên người bảo lãnh, ngày sinh của người bảo lãnh, số hồ sơ của bạn, nếu như có, hồ sơ của bạn nộp theo diện nào, cái ngày bạn gửi hồ sơ. Và đây là số điện thoại của Sở Di trú Mỹ là 1800 375 5283. Còn số dành cho người khiếm thính là 1800 767 1833. Bạn lưu ý là cái số điện thoại này chỉ dùng để cung cấp thông tin tự động về tình trạng hồ sơ, không có hỗ trợ trực tiếp nào khác nha bạn. Còn nếu ở sở di trú có yêu cầu bổ sung bằng chứng hay là giấy tờ gì thì họ sẽ gửi thư bằng đường bưu điện cho bạn chứ họ không có giải quyết qua điện thoại. Cách thứ ba là bạn có thể gửi email để kiểm tra tình trạng hồ sơ. Thì sau 30 ngày khi mà liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia của sở di trú mà bạn vẫn chưa có nhận được hồi đáp về tình trạng hồ sơ thì bạn hãy gửi email đến địa chỉ của trung tâm dịch vụ USCIS đang thụ lý hồ sơ cho bạn. Ở trên mỗi cái biên nhận hồ sơ đều có số hồ sơ bắt đầu bằng 3 chữ cái cho biết là cái địa điểm hồ sơ được thụ lý. Ví dụ như là EAC là trung tâm dịch vụ Vermont, SRC là trung tâm dịch vụ Texas, LIN là trung tâm dịch vụ Nebraska và WAC là trung tâm dịch vụ California. Thì khi bạn gửi mail đến các trung tâm dịch vụ này thì bạn hãy cung cấp đầy đủ những thông tin mà bạn đã ghi chú lại trong cuộc gọi điện thoại đến trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia USCIS trước đó, bao gồm tên và mã số của người tiếp nhận cuộc gọi, ngày giờ thực hiện cuộc gọi, số tham chiếu mà nhân viên tiếp nhận cuộc gọi cung cấp nếu như hồ sơ vẫn chưa được giải quyết. Và đây là địa chỉ của các văn phòng dịch vụ USCIS. Nếu như bạn vẫn không nhận được phản hồi trong vòng 21 ngày tính từ cái ngày liên hệ đến các email trên thì bạn hãy gửi email đến văn phòng trụ sở USCIS tại địa chỉ này. Thì bạn sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 10 ngày. Cách thứ tư là bạn liên hệ trực tiếp với văn phòng USCIS. Thì để có thể theo dõi hồ sơ định cư Mỹ trong phạm vi nước Mỹ, thì bạn có thể liên hệ văn phòng khu vực hoặc là văn phòng USCIS gần nhất theo hướng dẫn ở trên cái trang web này. Và cái đường link trên cái trang web này, người ta chỉ cung cấp số điện thoại, địa chỉ, đường đi, giờ làm việc, các thủ tục giấy tờ và một số thông tin khác về các văn phòng USCIS. Thì bạn hãy mang theo đầy đủ giấy tờ khi mà đến gặp nhân viên ở tại văn phòng này. Trường hợp mà bạn ở ngoài nước Mỹ thì bạn không có liên hệ với lãnh sự quán Mỹ hay là đại sứ quán Mỹ bởi vì ở đây họ không có giải quyết hoặc là trả lời thắc mắc của bạn. Họ chỉ có thẩm quyền trả lời khi mà hồ sơ của bạn đã dời tại lãnh sự quán tại Việt Nam. Và đây là thời gian chấp thuận hồ sơ tại USCIS của các diện tại năm trung tâm của USCIS. Trung tâm thứ nhất, như khi nãy mình có nói đó, là California Service Center. Trung tâm thứ hai là Nebraska, thứ ba là Potomac, thứ tư là Texas, thứ năm là Vermont. Và mình xin nhắc lại các diện hồ sơ bảo lãnh mà chúng ta thường theo dõi. Đó là diện F1 dành cho con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A là cho vợ chồng hoặc là các con nhỏ dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. Diện F2B là cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. Diện F3 cho con đã lập gia đình của công dân Mỹ và diện F4 là dành cho anh chị em của công dân Mỹ. Và thời gian chờ chấp thuận tại trung tâm Cali cho diện F1 là 3 năm 10 tháng, diện F2A 2 năm, F2B 4 năm 11 tháng, F3 9 năm, F4 10 năm 2 tháng.
Thời gian chờ chấp thuận tại trung tâm Vermont: F1 8 năm 6 tháng, F2A 7 tháng, F2B 8 năm 1 tháng, F3 10 tháng, F4 9 năm 7 tháng. Thời gian chờ chấp thuận tại trung tâm Texas: F1 10 tháng 9 ngày, F2A 6 tháng 29 ngày, F2B 6 tháng 29 ngày, F3 10 tháng 9 ngày, F4 10 tháng 9 ngày. Thời gian chờ chấp thuận tại trung tâm Nebraska: F1 1 năm 1 tháng, F2A 1 năm 1 tháng, F2B 1 năm 1 tháng, F3 1 năm 1 tháng và F4 1 năm 1 tháng. Thời gian chờ chấp thuận tại trung tâm Potomac chỉ dành riêng cho diện F2A là 6 tháng rưỡi đến 8 tháng rưỡi. Sau khi hồ sơ bạn đã hoàn tất tại USCIS thì hồ sơ của bạn nếu được chấp thuận sẽ chuyển qua cơ quan thứ hai là Trung tâm Chiếu khán Quốc gia, thì lúc này Sở Di trú sẽ chuyển một form I-797 khác đến cho bạn để thông báo là hồ sơ của bạn đã được chấp thuận. Và lúc này hồ sơ của bạn không còn ở USCIS nữa, mà mọi sự sẽ được giải quyết ở Trung tâm Chiếu khán Quốc gia này. Và hồ sơ của bạn sẽ được đổi mã hóa sang chữ HCM và 10 con số tiếp theo. Thì việc theo dõi hồ sơ tại NVC là rất cần thiết, bởi vì tại nơi này thì hồ sơ sẽ được xử lý và sẽ được cấp lịch phỏng vấn. Tại NVC thì bạn cần thiết lập một email với NVC để khi có những thông báo gì quan trọng thì NVC sẽ gửi email cho bạn. Ở bước này bạn cần phải theo dõi xem khi nào thì hồ sơ của bạn sẽ đến lượt mở, bởi vì khi hồ sơ được mở thì NVC sẽ yêu cầu bạn bổ sung là đóng phí nè, đóng phí bảo trợ tài chính, phí sinh định cư cho mỗi đương đơn, thì bạn cần làm hồ sơ bảo trợ tài chính. Còn về phía người được bảo lãnh bên Việt Nam thì cần chuẩn bị civil document gồm có lý lịch tư pháp, điền đơn DS-260, các giấy tờ tùy thân, hình 5 năm, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh, passport, công chứng, v.v. Nên nhớ là nếu như văn bản là tiếng Việt thì bạn cần dịch tất cả sang tiếng Anh nha bạn. Sau khi đã bổ sung đầy đủ thì hồ sơ của bạn sẽ được hoàn tất tùy theo diện và NVC sẽ gửi lịch phỏng vấn đến bạn. Và họ cũng sẽ thông báo qua email cho bạn biết. Để đăng ký địa chỉ email với NVC thì bạn cần vào cái trang web này. Thì mình có hướng dẫn cách liên lạc với NVC và đăng ký email như thế nào ở những video trước. Thì mình có để cái đường link ở bên dưới phần mô tả của video này, bạn vui lòng xem lại, ở đó mình nói chi tiết và nói rõ hơn. Thì hy vọng là những thông tin này sẽ giúp cho bạn biết cách theo dõi hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ để hồ sơ của bạn không có bị thất lạc, và bạn sẽ biết cách để chuẩn bị hồ sơ của bạn hoàn thành một cách nhanh nhất để bạn mau sớm được đoàn tụ cùng với người thân ở bên Mỹ. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem được những video mới nhất.